Sáng ngày 8 tháng 1 năm 2015, Trường Đại học Tài chính Marketing đã tổ chức buổi hội thảo khoa học Hiệp định TPP, cơ hội, thách thức và giải pháp đối với nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam với sự tham dự của Tiến sĩ Vũ Nhữ Thăng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Bộ Tài chính, Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hữu Hồng Thái, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cùng đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các thầy cô giảng viên trong và ngoài trường. Buổi hội thảo khoa học là diễn đàn để các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế, các giảng viên trong và ngoài trường cùng nhau trao đổi về những cơ hội, thách thức mà nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt khi Việt Nam gia nhập vào TPP, từ đó cùng nhau tìm ra những giải pháp để tận dụng cơ hội của Hiệp định TPP mang lại một cách có hiệu quả, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển. Tại buổi hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhiều ý kiến, cùng nhau thảo luận để nhận định những cơ hội cũng như thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam khi gia nhập TPP, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính. Vậy Việt Nam sẽ có lợi gì khi tham gia vào TPP? Buổi hội thảo cũng sẽ đi tìm câu trả lời cho câu hỏi này.